Nghe tôi kể qua câu chuyện của ông Trư Bát Giới. Xưa kia là nguyên soái Thiên Bồng, ở thiên đình là người chỉ huy. Tám vạn thủy binh ngự chốn thiên đình, bữa tiệc thiên cung quan quân đủ mặt. Trọng men say ông tán tình chi hằng, vẻ đẹp hằng ngã như đá hốt hồn. Tiếng đánh anh hùng phải lụy vào thân, Ngọc Hoàng nghe hằng nga tâu lên mọi việc. Đỏ mặt chia tay nổi trận lôi đình, liền hạ chỉ cho cấm vệ thiên đình. Đưa nguyên soái Thiên Bồng đài xuống tận gian, ông đầu thai làm con lợn yêu quái, nhưng còn lưỡng tâm còn chút tình người. Ra tay nghĩa hiệp cứu nàng họ Cao, bị bọn giặc cướp ngang nhiên hoành hành. Ông quá thân thành chàng trai phong đồ, tiểu thơ họ Cao cũng đẹp nết đẹp người. Giáp mặt với nhau e lệ cúi đầu, ông Tơ Nguyệt lão chắc đã xe duyên. Nói về Cao ông cũng đã ưng thuận, chàng sẽ tương lai võ công thâm mậu. Sắp xếp thời gian cử hành hôn lễ, tiếng pháo từng bừng rộn rã Cao gia trang. Trư Bát Giới tiếp khách ân cần, chén phạt chén thù nên ngã ngựa từ đây. Lộ ra chân tướng kinh hoàng, số kiếp má đào tội nghiệp Cao tiểu thơ. Tam tạng đường tăng ông đi thánh kinh ngang qua chốn này, biết được lão Tư phụng mệnh đợi chờ. Tấm lòng từ bi nên ông chấp nhận, thu nạ thêm đệ tử thứ hai. Bác chứng tạ ơn gặp đầu cuối lại, đem hết sức mình lo cho sư phụ em. Lòng nguyện Phật Đà tâm lại gửi trần gian, đường đi thánh kinh xa xôi diệu vời. Nhìn dọc liếc ngang không lo phục vụ, tán tỉnh gái tơ lòng thành chưa dứt. Nặng nợ dương trần không thể thính tình, được đường tăng giáo quân thân tình. Kết quả cuối cùng cũng về đến Tây Thiên, Phật tổ phong ông sư gia tịnh đàn. Quyết chọn bàn thờ ăn uống nó say. Nghe tôi kể qua về ông Tề Thiên Đại Thánh. Xưa kia là trứng đã qua thành, ông lui về núi Hoa Hoa Sơn để làm thủ lĩnh của một bầy khỉ rừng. Một hôm ông tìm thầy học đạo, và được thầy yêu vì tánh nết thật thà. Thầy truyền cho 72 phép nhiệm màu,
đằng sau này ông diệt quỷ trừ yêu. Khi đã thành công biến hóa trước bè bạn nên bị thầy lá và đuổi ra khỏi trường. Kể từ đó ông lui về sơn động của mình và tự xưng là Đại Thánh Tề Thiên. Ngọc Hoàng mời ông về triều làm quan lớn, lớn đầu không thấy, thấy giữ ngựa một chuồng. Tưởng đâu chức gì ai dè chức bậc má ôn. Tức giận thiên nhãn kinh khi tài nghệ của mình, hội bàn đạo ông đều phá sạch. Đi cướp tiên đơn uống năm ba bái bình, Ngọc Hoàng bàn tiểu Phật tố về kiều, hãy bắt con khí và giam núi Ngũ Hành Sơn. Phật Bà Quan Âm đem lòng thương hại, năm trăm năm sau tiến cử đường Tam Tạng. Hãy đi tỉnh kinh ở Tây Thiên Trúc, đến núi Ngũ Hành giải cứu Tề Thiên. Từ đó Tề Thiên phò tá rất trung thành, suốt cuộc hành trình ông diệt quỷ trừ yêu. Bảo vệ đường tăng lấy kinh thánh mang về, dựng lên vua đường cho tròn lòng cung. Núi Hoa Hòa xin Tề Thiên Đại Thánh, nay bị đè dưới ngọn Ngũ Hành Sơn. Bơ đường tăng hãy cứu mạng lão tôn, gỡ phức đạo bùa linh đang hiểm trân. Đường tăng ơi hãy lấy đức từ bi ra ơn cứu mạng, bởi Ngũ Hành Sơn đè nặng đã rên mình. Lão Tôn đã biết căn năng cải hối tội tình, sở dĩ lão Tôn sủi râu nằm co dưới núi cũng tại cái tánh an tàn rắc mắc đã quen. Cả ngàn năm trong căn ngăn răng, tay bản lĩnh liệt quanh mà bắt nằm chèo queo chịu trận cả đời, thì còn chi thể diện mắt mày của Tề Thiên Đại Thánh. Thường xó lá mà là cục đá tỏ khí âm dương biên hóa nên người. Lão Tôn đã từng làm hầu dương chế ngự triều đình, nhưng cái chí của lão Tôn là cái chí giá trời lập biên, nên lão Tôn quyết làm thế nào cho quỷ sợ thần kinh.
Nhưng ở đời mà đường tăng có đọc kinh sách nhiều, chắc đường tăng cũng dư nhiều. Là khi đắc thế thì dương dài vì lu gió, lúc hết thời thì núi nọ đè lên. Nói đến cái tài biến hóa của lão Tôn thì ôi thôi không nói nồn. Lão Tôn chỉ nhổ một sợi lông, thổi bùa một cái thì tức khắc khỉ to khỉ nhỏ khỉ đực khỉ cái xuất hiện rần rần. Bởi vậy một bữa nọ sau khi nhậu nhẹt say xưa, lão Tôn cao hứng nhảy ầm xuống biển tắm cho nó mát. Ai ngờ cả lâu đài cung điện của Long Dương đều rung rinh muốn sập. Long Dương nhảy lên từ từ bị lão Tôn đợt một hồi, ông cuốn gió chạy tên đó rồi muốn sẵn dịp lấy đe. Lão Tôn nhổ phức cái cột cầu của Long Dương làm cây thiết bàn. Long Dương phục tài lão Tôn quá màng nên mới năn nỉ lão Tôn kết bàn tâm đồng. Quơ thiết bàn trổ tài biên qua, cân đầu dân lên đại não tiên cung. Bởi lão Tôn vốn có phép thần thông, hú một tiếng thiên đình còn rung đồng. Lão Tôn lén vào lò ba quái của ông lão quân thái thường, ăn cắp thuốc trường sinh nuốt trọn mấy mươi qua giường kế bên. Lão Tôn kiếm xịt thêm mấy chục quả đào, nói không phải khoe với đường tăng, chứ tứ vị thiên dương phải đều chạy mặt, cho đến bắt đầu Nam Tào cũng sắc bắt sang ban. Khi này đâu phải khi quan, thiên cung đại náo ngọc hoàng cũng chiên, phong làm đại thanh tề thiên, trở về hạ giới thành tiên một đời. Thế rồi sau khi lãnh thêm chức mã ôn của Ngọc Hoàng Thượng Đế, lão Tôn trở về qua Quảng Sơn để mở tiệc ăn mừng. Tôi khi nhỏ nó cắt nghĩa ra, lão Tôn đây căm giận quá chừng. Tụi nó nói ai đợi một bậc tề thiên đại thanh mà bằng lòng với cây chức mã ôn. Trời đất ơi, nói không phải tặng với đại dương, chứ cây chức mã ôn nó cũng tèm tèm như cái chức giữ ngựa vậy chứ gì. Lão Tôn nổi gan mới xách cây thiết bàn náo tiên cung tới lỡ đất lòng trời.
nhưng sách có câu chơi dao có ngày đứt tay, lão tôn quá ý thì nên có ngày bị kẹt. Số là Phật tổ Như Lai xòe bàn tay ra rồi thắp lão tôn nhảy ngang qua đó. Nếu nhảy ngang qua được thì Ngọc Hoàng sẽ giao cho lão tôn ngự trị thiên cung. Lão tôn thấy chắc ăn nên nói ôi đồ bỏ mà, lão tôn tân đậu dân một cái là lên thuốc lên trời. Với bàn tay nhỏ bé thì lão tôn nhảy qua cái một. Lão tôn vừa đặt đuôi định cân đấu dân cho ông ngang thì năm ngọn núi Ngũ Hành Sơn ở đâu đã đè cứng lên mình. Đường Tăng ơi, Đường Tăng là người niệm Phật ăn chay, xin làm ơn cứu giúp cho lão tôn đây khỏi nàng. Lão tôn sẽ hộ tống cho thầy vượt núi băng rừng qua đồng độ thỉnh kinh.